xúc động góc thờ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đầy trang nghiêm tại sân khấu cải lương. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Phượng đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh góc thờ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại một góc của sân khấu cải lương. Cô xúc động, nghiêm trang, trân trọng, tôn vinh. Đó là những gì Hồng Phượng muốn chia sẻ đến sự nhiệt thành mến yêu mà Lâm Lâm đã dành tặng cậu. Cảm ơn em, cậu rất hạnh phúc khi có quá nhiều tình thương. Góc thờ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, khung ảnh được chọn kỹ lưỡng với diện mạo đẹp nhất của ông thuở sinh thời. Hai bên là bộ đồ diễn lộng lẫy được nam nghệ sĩ từng mặc để hóa thân nhiều vai tuồng trên sân khấu và khung ảnh lớn mà ông thích nhất do một người bạn chụp tặng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cảm nhận tình cảm mà mọi người dành cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện được an táng ở Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Mộ phần ông dự kiến hoàn thành trong khoảng một tháng nữa. Mỗi ngày, nhiều người hâm mộ khắp gần xa đều ra mộ ông để viếng và tưởng niệm.